Trước khi tham gia Rap Việt 3, bạn cũng là những nhân vật nổi bật trên mạng xã hội. Có một số ý kiến cho rằng là các bạn tham gia Rap Việt chỉ để lên mainstream. Các bạn nghĩ sao về việc này? Chất chứ không phải là đôi dép cứ hở ra là mất tiền như vậy. Bạn xuất thân như thế nào thì kể cả bạn có làm nhạc commercial hay làm nhạc cho hãng thì bạn cũng sẽ có mùi của bạn ở trong đó. Chứ bây giờ Black Car tiên đùng lên commercial cái rap như Ricky là không có chuyện có xảy ra được. Không có hợp lý đúng không? Đâu có dễ mất dữ vậy đó hả? Kỳ vẫn sẽ là Ricky, Black Car sẽ là Black Car, mai âm nhạc cũng là mai âm nhạc. Đúng rồi. Thì chỉ có điều là mình sẽ chọn những cái ngôn từ như nó phù hợp với đại chúng hơn. Thì cũng sao nó mới hay chứ. Fidelity, cà phê thật kết nối thật. Fidelity, đơn vị đồng hành kết nối cùng Rap Việt. Thôi đổi mốt đi, cho nó từng từng xíu đi. Mùa này mùa của bạn mà. Được. Black car from tù quá. Thời tù quá. Đúng rồi. Yeah. Còn mai là từ tổ ấm. Khi anh thấy em chưa gặp lần nào nhưng mà thấy quen, dáng người thon thả cùng với đôi cái đòn đá em bước đi ngoài phố với tờ giấy khen. Bao lời ông bước bước thật em xả thèm, những kẻ theo đuổi thì còn quá kém. Suy nghĩ đen tối chứ mà trái em là xác nhận liền đó để nó quá đen. Nhưng mà anh thì khác, dân chơi chính hiệu, không lừa nhé không bắn sai tín hiệu. Ít thứ làm nhiều bản thân là cam chịu, kèm bản tính nhiệt tình tình trạng là đen. Feel em đó em rõ đầy, sát thủ có dịp gặp nên chắc phải tỏ bày. Nay hơi vội nên đi không có quà, anh chỉ muốn nói đó là hồn đẹp lắm em ơi. Sài Gòn đẹp lắm em ơi, Sài Gòn đẹp lắm em ơi, Sài Gòn đẹp lắm. Hỡi người là vì thành phố có em ơi, để anh quên mất sáng trưa đêm ngày thời gian em phải thu xếp. Đấy sao nào? Anh không cao sang nhưng mang khí lực nè, trong thâm tâm thanh tao chính trực. Tin anh đi, anh đang nói thật mà em đúng thật là thích ngờ vực nè. Đi chơi đâu khi đang nóng nực nè, không thể đi chung nên thề mới bực. Nếu em làm sao thì anh làm sao, mà em làm sao, mà em làm sao, mà em làm sao, có chuyện xảy ra mới thấy cực nè. Chỉ cần đọc bát là anh đưa dấu, anh sẽ xuất hiện dù bất cứ nơi đâu. Tổng đài giải quyết tất cả những yêu cầu, rộng rãi hòa nhã là đã có chiều sâu. Tự do tự tại cái dâu không cự lại, dễ dàng ôm tồn bản lĩnh không hề ghen. Bản chất thánh thiện luôn giữ tâm sánh niệm đầu hướng về Phật, chân thật hướng về em baby. Sài Gòn đẹp lắm em ơi, Sài Gòn đẹp lắm em ơi, Sài Gòn đẹp lắm. Hỡi người là vì thành phố có em ơi, để anh quên mất sáng sửa đêm ngày thời gian anh phải thu xếp để chờ em. Tuyệt vời mọi người ơi, quá tuyệt vời luôn này. Cảm ơn mọi người. Southside represent baby. Trước khi tham gia Rap Việt 3, bạn cũng là những nhân vật nổi bật trên mạng xã hội. Có một số ý kiến cho rằng là các bạn tham gia Rap Việt chỉ để lên mainstream. Các bạn nghĩ sao về việc này? Chất chứ không phải là đôi dép cứ hở ra là mất tiền như vậy. Bạn xuất thân như thế nào thì kể cả bạn có làm nhạc commercial hay làm nhạc cho hãng thì bạn cũng sẽ có mùi của bạn ở trong đó. Chứ bây giờ Black Car tiên đùng lên commercial cái rap như Ricky là không có chuyện có xảy ra được. Không có hợp lý đúng không? Đâu có dễ mất dữ vậy đó hả? Kỳ vẫn sẽ là Ricky, Black Car sẽ là Black Car, mai âm nhạc cũng là mai âm nhạc. Đúng rồi. Thì chỉ có điều là mình sẽ chọn những cái ngôn từ như nó phù hợp với đại chúng hơn. Thì cũng sao nó mới hay chứ. Nhưng mà có nhiều người bảo Mai là tính ở ngoài hài hước nhưng mà phải đưa vào nhạc những cái hài hước thế. Nhưng mà Mai lại không thích, bởi vì tính của Mai hài hước nhưng mà nhạc của Mai lại phải nghiêm túc. Đời sống bình thường đó là của tụi tôi, còn những cái sản phẩm âm nhạc đó là những gì mà tôi muốn truyền tải tới khán giả, cũng là những điều mà tụi tôi mong muốn luôn. Và sau đây it was của gọi là thí sinh Blacker mai âm nhạc Ricky ngôi sao mọi người ơi. Những rapper sẽ rap mọi người hai câu nói nhau mà không được ngừng lại. Miễn sao đảm bảo cái nhịp flow. Ok thử Ricky. Ricky ai đi trước đây? Em Ricky để ba, em để ba trước. Ok mai để ba đầu tới back rồi Ricky nha. Ok gì gì Phát Xuân đây là mẹ âm nhạc. Mẹ âm nhạc. Ê, còn ngày hôm nay chúng ta đi ăn gì? Phở, bò, bún mà Huế hay ăn mì? Nếu như không đi ăn thì cái bụng bị lăn trì, và cảm thấy khó khăn thì không biết nên ăn gì. Lô của tao như lửa cho nên tiếp tục môi khô. Đây là môi sao, còn đây là ngôi mộ. Ngôi mộ, anh nói cái gì vậy? Anh là key star. Tao không phải tiếng ngon, ôi, anh biết luôn rồi. Nhanh quá. Yeah. Để mà nói về cuộc đi chơi ngày hôm nay thì thật không có gì để nói. Rap như thể là không còn biết điều gì vì ta cũng quá là mệt. Nói chung là chỉ muốn ngồi một chỗ để có thể nói những điều theo dệt chứ không muốn... Ricky. Không muốn đi quá xa bởi vì nếu mà đi về trễ thì má là ta muốn ghé một chỗ nào đó để ăn cho no. Một chỗ nào đó để ăn cho no baby. Karaoke. Kể ra bài này Mai viết trong 3 đêm nữa. Yeah. 3 đêm trằn trọc. My music on my music on stage. Trải lên nào mọi người ơi.
chị em mình là cái gì nào? Wow, wow, yeah. Bên nhau được gì ngoài những cái thú bên tai vẫn luôn thầm thì yeah. Nhưng sao lạ kỷ niệm tin em trao cho anh có lẽ đang bỏ phí. Somebody told me rằng thấy anh đi bên ai rồi. Đến hôm nay em mới cảm thấy you is my type, yeah. You are my type, you are my vibe, you are my everything. You are my sky, you are my light. Sao anh lại dối trá? Em như con rối đi trong bóng tối, lang thang với những cơn say. Em như có lỗi, sao anh không nói? Mặc kệ em với những nghi ngờ. Wake up, đi được không và những lời hứa đằng sau. Anh đang ở đâu? Trả lời em một câu, yeah, yeah. Yêu hay không yêu, chọn một trong hai, đừng để em phải chờ lâu. Nhiều thứ phải nghĩ nhưng nghĩ về anh lại là thứ khiến em đau đầu. Như một bộ phim slow mo, bình bình trong đêm những đèn màu. Only thing gặp you lại là thứ khiến em đau đầu. Yeah, sing I'm true. Đâu ai biết bao đêm nhung nhớ anh từng đêm thao thức mỗi hôn gió. Em nguyện gìn giữ trong lòng từng phút giây. Xưa anh nói trọn đời trọn kiếp yêu em tha thiết. Sao giờ anh thay đổi tính gặp chứ? Sao anh gian dối trái tim ẩn nát ta? Yeah, woo! Everybody make some noise for my music. Fit Daily, đơn vị đồng hành kết nối cùng Rap Việt. Siêu thử thách không chỉ là một tên gọi, đó là cách tôn vinh những khả năng vượt xa giới hạn. Những kỳ tích của nhân loại đều bắt nguồn từ những ý tưởng điên rồ nhất. Nhưng trong bất kỳ cuộc hành trình vĩ đại nào cũng đều có những giọng nói ngăn chân ta lại. Những chấn thương này chỉ khiến tôi nghỉ chân, không thể khiến tôi dừng lại. Tôi đến đây để làm những điều không ai dám làm. Em sẽ chấp nhận thử thách này. Em chấp nhận. Vẫn chấp nhận. Ủa mẹ ơi, em đang làm cái gì chị không hiểu, không đoán được. Em không còn nghĩ nổi là có những cái thử thách này trên đời. Em là đẳng cấp thế giới. Chúng ta đang thấy một cái gốc rất bé trong một bộ não siêu phàm. Đây xứng đáng là một siêu thử thách. Bạn ấy sẽ dùng một cái khả năng đặc biệt của mình để phân biệt một trong số 100 ngọn nến qua ngọn lửa. Wow. Xin mời giám khảo anh Vũ. 5 ngôi sao. Mời anh Xuân Bắc. 4 ngôi sao. Tôi sẽ đòi hỏi cao hơn một chút. Tôi đang không chỉ bằng cảm xúc, tôi sẽ cần một chút lý trí. Những vấn đề đó chưa giải thích được thì không đồng nghĩa là nó sẽ là tâm linh. Trong thực tế chúng ta đã thấy rồi, bằng trực giác thì mình không giải thích được. Vấn đề này khoa học vẫn chưa giải quyết được mà cứ cố mang khoa học ra để giải thích thì bị các nhà khoa học khác xem là giả khoa học. Đúng là nó nổ tung đi theo luôn. Vấn đề của em nó bị khó so với những cái mà anh đã biết ấy. Nó vượt ra giá trị của một con người hiểu biết thì nó sẽ ráng được làm sao. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 ngày 19 tháng 11 chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VTranel.